Quý vị và các bạn thân mến, Chuyển động Cao hiện nay đang có mặt tại Xá Lủng. Mấy hôm vừa rồi thì sau khi kết thúc giai đoạn 1 thì em có về nhà thăm gia đình cũng như là đi tham khảo cái cách trồng nấm các bạn. Đấy, cũng đi tham khảo cách trồng nấm ở một số nơi người ta đã trồng rồi ấy. Đấy nên là không ra được video. Đấy, hôm nay thì em quay trở lại Xá Lủng để qua anh Sì cũng như là qua nhà em May để tìm vị trí để trồng nấm các bác nhé. Nay quay lại đây thì bà con vẫn chưa thu ngô. Ngày hôm nay thì trời cũng có mưa và sương luôn. Và trước khi lên đến thôn ấy thì Chuyển động Cao cũng biết được một cái tin cũng khá là buồn, đó là cách đây 2 hôm 3 hôm ấy, anh Sì thì anh đi thu ngô các bác. Đấy, đi thu ngô thì có bị tai nạn. Đấy, bị tai nạn phải đi nằm viện thì như mất 1-2 ngày. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở vào trong làng Xá Lủng để đến thăm anh Sì. Hôm nay thì sẽ thăm anh Sì đầu tiên mọi người ạ. Bởi vì là như em nói đấy, là anh Sì bị tai nạn. Cái đoạn này là mọi người thu hết ngô rồi. Cây ngô thì mọi người gom thành một đống như kiểu kia các bác ạ. Nhìn nó rất là đặc trưng. Chỉ cần một tháng thôi hoặc là hơn một tháng nữa thôi thì mọi người nếu mà đi du lịch cao nguyên đá ấy, đi qua những cái sườn đồi, sườn núi thì sẽ nhìn thấy những cái đống ngô như này các bác nhá. Cái đống thân cây ngô này. Cái bà con người ta chặt về, cắt về, người ta gom thành đống như này luôn. Và ở cái giai đoạn 2 của con đường ấy thì các bác có thể thấy đây. Đấy, đá nhá. Đấy, giai đoạn 2 của con đường thì sẽ sử dụng đá của núi này, đá ở bên hai bên đường trong những cái nương ngô này để lấy về nghiền bột để phục vụ việc đổ bê tông các bạn. Niếm hoa tư lò. À, bà đang đi cắt cỏ bò. Đấy, thân cây ngô khi mà còn tươi thì mọi người sẽ cắt về để cho bò ăn đấy. Bà vừa đi phía dưới đường lấy về đấy. Chê muôn tu nhu. Nhưng quá. Ừ. Mô tù. Ô tù à? Ha, chú này. Nhà bà có 2 con bò. Trời vừa mưa xong đường khá là trơn các bạn. Đường này những người nào đi xe máy mà không chắc tay là rất dễ ngã đấy. À, vừa rồi 2-3 ngày vừa rồi thì sau khi về thăm gia đình cũng như là đi tìm hiểu một số đơn vị người ta trồng nấm ấy, cũng như là nhận được những cái góp ý của các cô chú, anh chị. Để có những chú, có những anh ấy gọi điện trực tiếp đấy, liên hệ với lại Chuyện Vùng Cao để hướng dẫn cách trồng nấm các bạn. Và hôm nay thì quay trở lại Xá Lủng đây thì mục đích chính của em là đến gặp anh Sì để bàn cách cũng như là tìm chỗ để nuôi trồng thử nghiệm các bác nhé. Đấy, hiện tại thì cái túi phôi nấm ấy thì em đặt trước rồi. Đấy, bây giờ là bên chuyển phát người ta chuyển đến thôi. Bây giờ đấy, qua nhà anh Sì để tìm trao đổi cũng như là tìm cái vị trí thích hợp để nuôi trồng nấm. Xóm hôm nay thì khá là vắng. Có lẽ là mọi người đi thu ngô đâu hết rồi. Đây, nhà anh Nô bí thư thôn. Trong nhà cũng không có ai ở nhà các bạn. Có 1-2 bé trẻ con ở nhà này. Không biết là lên trên nhà anh Sì có hay nhà không. Đấy, bây giờ là lên nhà anh Sì trước. Một chút nữa sẽ quay lại nhà em May. Nhà em May ở trong kia. Một ngôi nhà khá là khang trang.
Chào em nhá. Đi đâu đây? Đi bên kia. Đi bên kia. Ừ. Là con gái anh Si à? Xấu hổ. Chơi đi đâu vậy? Chơi. Đi bắt cái gì? Đi bắt con gà. Đi bắt gà làm gì ấy? Hả chưa? Con trai thứ 6 của anh Sì. Xin chào. Anh đâu chị? Anh đây nhà. Đang nhà. Ôi giời. Mọi người đến thăm ở mà đông ấy. Xin chào. Con gái. Anh Sì là vừa đi viện về. Đấy, cái thông tin mà trước khi lên trên Xá Lùng là em nắm biết được các bạn. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Thế sao lại như này? Ô chào Dính. Cháu chào chú Dính nhá. Chào mọi người. Lên thì đúng lúc mọi người đang ăn cơm, mọi người đang đến thăm anh Sì. Ừ. Thăm chú Sì. Các cháu đến thăm bố à? Đúng không? Hình như con gái về thăm đúng không? Anh vừa gặp ở ngoài là con gái anh Sì à? Em con lớn đấy anh. À, con lớn đấy à? Thế là em là con rể à? Em con rể. À. Anh ngủ đi anh. Thôi kệ anh. Bố biết tin bố đi viện về là về thăm à? À vâng vâng. À. Em xuống ở hôm kia rồi. À. Hôm nay bố nó được về. À. Sang tầm nhà luôn. Thế là xuống thăm bố từ hôm ở trong viện rồi đúng không? Chú ngồi đi, chú Dinh. Dạo. Dạo đi, dạo đi. Đây, chú cho bánh nhá. Mấy chị em chia nhau nhá. Đây. Đây. Đây nha. Chia cho chơi với lại Thắng nha, mấy chị em chia nhau nha. Thấy mọi người bảo em cũng không nghĩ là bị nặng như thế đâu. Không phải bị nặng ấy, trước thì mình nó bị cái đấy tầm một tiếng mình chảy nhớ cái gì hết. À. Mà bị đập vào đầu à? Thì máu nó khô hết rồi. À. Nhưng mà cháu này nó nhìn thấy mình nó chở xi măng lên. Ừ. Nó nhìn thấy mình mới đưa mình đi viện. À, lúc anh bị là không ai biết à? Nó không mất. Bữa trước 12 giờ ấy. À. Tất cả các người dân nó nghỉ hết. À. Đây là chú Thò hôm qua thăm này. Thò đấy. À. Không nhận. Là nếu mà nói đúng ra là đi vượt một quả đồi để đến thăm đấy mọi người ạ. Đúng. Người vùng cao thì các bác biết đến nhà thì là sẽ mổ gà làm cơm các bác. Đấy nên là anh Sì ngày hôm nay thì cũng theo cái truyền thống của người dân tộc vùng cao thôi. Đấy, mọi người đến thăm thì cũng bày một mâm cơm nho nhỏ, đấy, cơm rau thôi, mời bà con. Chú Thò khỏe không? Khỏe rồi. Khỏe rồi. À chưa mình say. Là mình nghĩ nhá. Ừ, rồi. Bắt cái mình nghĩ đấy. Ừ. Là say rượu thì người nào cũng. Vâng. Không nhưng mà hôm trước em vào thăm nhà chú Sò rồi, đi cùng trường vào. Vào để mẹ thế đi xe mà anh đi qua. À. Anh đi xe để đò qua cái thằng. Thế đi vào nhà anh rồi. em với lại trường đi vào. Đấy vào thăm nhà chú Sò với lại nhà Lầu. Nhà Lầu. Ừ. Chỉ có cái chỗ này nó chỉ có hai nhà thôi. Đấy, trong đấy hai nhà, nhà Lầu với nhà chú Thò. Vâng. Thì hôm vào thì cũng may là tất cả mọi người ở nhà hết. Đấy. Ở trên bằng cao này bây giờ đã thu ngôn ai vẫn ở nhà. Vâng. Anh ở đi đâu? Anh ở đây thì anh đi đâu? Bây giờ đi đâu? Anh ở đây thôi. Ở đây thôi thì chơi với chú. Chú đang đi bị ngã thì đi bệnh viện xong rồi bây giờ đang về nhà thì phải làm bữa cơm xong các cháu là các chú bữa cơm không anh thì anh lên đến anh biết anh Sì tai nạn rồi bây giờ anh về đây ra thì phải chơi một bữa cơm và cùng với anh chú Sì. Là đến đây rồi là phải ăn một bữa cơm à? Chơi thôi. Anh lên là mục đích là anh lên thăm anh Sì mà.
Thăng gì thì cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi. Anh thông cảm rất là nhiều. Rồi. Rồi, anh biết rồi. Chú sĩ với là... Nhưng mà... chú sĩ là chơi lâu rồi thì... Rồi. Chắc là... sai một tí thôi. Rồi, rồi, rồi. Anh thông cảm. Rồi, rồi, em. Nhưng mà anh vào đây... Thì... Tôi trả về. Anh vào đây, đây là thì phải chơi một tí thôi. Rồi, anh biết rồi. Rồi. Lâu. Lâu mua giỏ thiết. Thế con chị là... chị là anh em với lại anh xì à? Ừ, em là em gái. À. Chị à. Vợ của anh xì là chị gái. À, thế là em vợ à? Vâng. Thế là ngày hôm nay là mọi người cũng đến khá là đông đủ ấy nhờ. Đấy. Anh xì thì mới về nhà. Đấy, từ bệnh viện về nhà tối ngày hôm qua. Thế hôm qua ai ai đi đón? Hôm nay mà hôm qua là mà à, thế là hôm qua là Pó đi đón à? À. Hôm nay là bắt đầu hôm nay mọi người đến thăm nhiều là bắt đầu là bắt gà mổ lợn nữa. Ví dụ như là mà nhưng mà từ từ này, mọi người đang làm gì đây hả Dính? Ừ. Hờ làm gì ấy hờ? À, đây là mà bắt đầu bá gà nhưng mà à. Xong mổ xong là mà ôi rồi thế là mọi người đang bắt gà về mổ để tiếp khách à? Bá gà mổ nhưng mà anh với chơi thôi nhưng mà không phải tiếp anh nhá. À, có chứ không phải anh thích đâu, thích tiếp khách của tất cả mọi người đúng không? Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi mà anh vào đây để đây làm à, chú đi ngã xe là đi bệnh viện xong về nhưng mà làm cơ cơ xong các bác nhưng mà các chú các cháu là về bước cơm cho chú rồi anh cảm ơn anh biết rồi anh cảm ơn nhá cảm ơn Dính nhá. Nay mọi người đến chơi đông đấy từ sáng giờ mổ mấy con gà rồi. Hôm nay là anh xì. Hôm nay là chú bị ngã xe chú đi bệnh viện xong là hôm nay đã là bảy này nó mong cơm. Thế là mổ mổ nhiều thế à? Hôm nay rất là đông người quá anh ạ. Rất là đông người. Hôm nay nhưng mà không phải mổ bắt về mổ mời em chứ, mời em đấy mong ăn thôi. Nếu mà mời tất cả mọi người thì em sẽ ngồi. Em với là anh thỏa là em vừa xuống thì vâng. Thôi nghỉ ngơi đi anh. Đấy. Nghỉ chú cho nó sức khỏe. Rất là đông người rất là đi tha chú. Rất là mà tụng hết là tất cả là bệnh mình. À. Đó, nhưng mà chờ lâu nhưng mà các bác các chú đi hết rồi. À. Mà, từ sáng đến giờ là làm mấy mâm rồi đúng không? Đúng rồi. À. Đèn này sáng tốt không anh? Có sáng tốt mà. Đèn là sáng tốt. Trước tặng anh xì một chiếc đèn mọi người ạ. Thật ra thì cái đèn đèn mê mê thôi, đèn dùng tích điện mặt trời. Cứ ban ngày mang ra phơi. Phơi nắng lấy điện. Anh dự tính là trồng ở đâu? Dự tính là trồng dưới này mới tốt hơn nhỉ. Nó có người nó qua. À, cứ chỗ nào nó sạch là được anh ạ. Nếu mà mình nó ý thì dưới này nó có còn nước thì mình nó tiêu nước. À. Hay là khuôn thì nó dùng nước. À. Ừ trời, thanh niên ngoan đấy, con mẹ may. Mẹ nhà không? Không ạ. Mẹ đi đâu rồi? Không biết. À. Mẹ đi thu ngô bên kia. À, May đi thu ngô hả anh? Thế là hôm nay lên là không gặp May rồi. Là, bây giờ triển khai xì trước. Trường trường cải các thứ linh tinh nhiều quá. Vâng. Làm ở đây cũng được, nhưng mà trường nó nhiều ruồi đấy. Nhiều ruồi. Nhiều ruồi. Nó phải làm tí dứa này thôi, dứa nhà nô đấy. Dứa nhà anh nô à? Vâng. Nhưng chỗ này là đất nhà anh gì? Vâng. Liệu có được không nhỉ? Thì em thấy chỗ này cũng được đấy anh chị ạ. Nhưng mà chỗ này nó có nước thì mình nó chế là khôn thì nó à. Chỗ này có nước đúng không? Có nước là hợp lý rồi, để bởi vì trồng nấm là nó phải có độ ẩm. Ở trong này. À. Thì chỗ này tốt anh ạ. Thế đất này đất nhà anh đúng không? Vâng. Anh chị cũng đại gia đất đấy nhỉ? À. Thế là mình sẽ làm rộng 3 mét nhé. Rộng 3 mét, dài 6 mét. Thì đây là cái mô hình mình trồng thử nghiệm nên làm nhỏ thôi. Đấy.
Còn cây cây thì anh có không? Có cây đúng không? Thế em sẽ mua bạt nhé. Vâng, mua bạt là cái này nó lấy cây tre thôi nhỉ? Cây tre thôi. Ừ. Làm sao mà giữ được cái khung khung nhà nó chịu được mưa bão là được. Đấy. Hy vọng là sẽ thành công các bạn. Đấy, mấy anh em là cũng giúp bà con khởi nghiệp về cái giống các bác nhé, để cái nguồn giống như em nói rồi. Cái nguồn giống thì là kinh phí là do mấy anh em tự chi. Đấy, bà con chỉ bỏ cái công, bỏ sức ra để chăm lo thôi. Thế là thống nhất là chọn chỗ này anh nhé. Rồi, ok. Đấy. Làm rộng 3 mét, dài 6 mét. Nếu mà làm lui ở trong kia càng tốt anh ạ. Đó là đây nó, giờ ngày đường thì nó lấy từ kia đi. Thế là anh đau nhầy có triển khai được không? Dạ. Triển khai được à? Thế thì hôm nay bận tiếp khách, ngày mai triển khai nhá. Rồi, ok. Đấy, phôi nấm các thứ lên là em bàn giao cho anh luôn. Vâng. Hôm nay là cũng không gặp em May. Vừa gặp hai mày cháu. Nó đi thu ngôi. Hai cháu nói là mẹ đi làm, mẹ không biết đi đâu. Thế là May đi thu ngô, không biết. Đi thu hộ à? Trả công hay là? Nó đi trả công của họ. À, trả công, chứ không phải là thu của nhà May. Ngô này là mọi người thu xong hết rồi anh nhỉ? Cái này thu xong hết rồi. Đây vẫn sót à? Cái này là bị nấm mốc. Bà con trên vùng cao này trồng ngô là hay bị những cái mốc như này này các bác. Nhìn toàn nấm. Do ngô mua ở trên tàu về. À. Đây. Giờ mua Trung Quốc đúng không? Vâng. Bị rất là nhẹ anh ạ. Mốc nhiều nhỉ? Rất là nhẹ anh ạ. À, rất nhiều này các bác này. Đấy, bà con trồng được cây ngô, lấy được hạt ngô cũng không đơn giản. Bị thối mốc nhiều ở đây nữa này. Úi dồi ôi. Nhiều lắm này. Nhờ. Cắt nhiều cho bò ăn rồi. À. Cắt thì cũng nhiều quá. Em bị thối rất là nhiều. Ngày hôm nay lên nhà anh Xì, qua những cái hình ảnh vừa rồi của Chuyện Vùng Cao thì mọi người có thể thấy cái sự hiếu khách của bà con vùng cao này. Đấy, vừa rồi nói chuyện thì anh Xì cũng như mọi người nói là làm 6 mâm cơm để tiếp khách rồi. Bây giờ thì đang tiếp tục mổ thêm gà đây các bác này. Đấy, đang chuẩn bị luộc một con gà cũng như là đồ một nồi mèn mén. Mọi người, bà con, bạn bè ai biết tin anh Xì bị tai nạn thì đều đến thăm các bác ạ. Đấy, suốt từ sáng giờ là 6 mâm đấy. Đấy, 6 mâm là cái lượng người đến thăm thì cũng khá là nhiều. Đấy, phía ngoài thì vẫn rôm rả đây. Mọi người đang nắm tay bắt tay. Bây giờ ngày hôm nay lên đây thì là gặp được mình anh thôi, không gặp được May. May nó đi thu ngô. Vâng. Thì có lẽ là ngày mai em sẽ quay trở lại tiếp. Vâng. Ngày mai quay trở lại thì em sẽ mua bạt, mua giấy thép lên thôi. Vâng. Không nhờ báo nữa. Lúc đầu em tính là nhờ báo nên em sẽ không nhờ đó. Vâng. Em sẽ trực tiếp lên cùng anh làm. Vâng. Vì là bây giờ lấy nhìn anh Xì thì cũng đang bị thương do tai nạn. Nên là có lẽ là ngày mai trực tiếp bản thân em sẽ lên đây cùng với anh. Với lại cùng mọi người làm cái nhà bạt trồng thử nghiệm nấm các bác nhé. Vâng. Đấy, thì là cái chương trình trồng này ấy, thì là sẽ trồng kết hợp giữa anh với May nhé. Vâng. Cái nhà trồng này em lúc đầu em tính là sẽ cho hai người, mỗi người một số phôi nhất định để cùng nhau trồng. Vâng. Nhưng mà bây giờ thì em tính là để mà thuận lợi cũng như là để tiện chăm sóc ấy. Vâng. Thay nhau chăm sóc thì là vâng. Thôi thì mai lên thì là mình sẽ làm chung một cái nhà xong là chăm sóc cùng nhau. Vâng, ok. Nhá. Thì chú Dính là vui quá hay sao thế? Thế ông cháu đi viện về khỏi bệnh là vui sao, uống hơi nhiều quá. Chú Dính là nhiều tuổi. Nhiều tuổi ấy. Một ông chú là rất là khỏe, rất là vui tính. Vâng. Thì mai em lên nhá. Rồi. Thì sáng lên được ấy. Vâng. Em nghĩ là làm cái đấy thì trong một buổi sáng là mấy anh em mình làm xong. Vâng. Thì thôi, bởi vì bây giờ em cũng phải quay về chuẩn bị các thứ. Bà. Thì hẹn anh ngày mai. Bà. Nhá. Bà, okay.
Cháu chào chú Dính nhá. Cảm ơn. Xin chào. Dạo ơi, dạo ơi. Thế em xin phép em về đây nhá. Giữ gìn sức khỏe nhá. Thôi, em biết là mọi người chuẩn bị cơm mèn mén gà các thứ rồi, nhưng mà để mai đi nhá. Lau nhá, lau thò nhá. Cháu đi về đã nhá. Vâng. Vâng. Cháu sẽ quay lại nhà chú. Vừa rồi chú thỏ thì là ở biệt lập các bạn. Xóm một chú chỉ có hai nhà thôi. Vừa rồi chú nói là ngày 18, tức là ngày 15 âm lịch này, thì chú mời mấy anh em vào trong nhà chú ăn rằm. Thì nếu mà hôm đấy mà bố trí được thì chuyện vùng cao sẽ qua nhà chú, cũng như là sẽ chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh ăn rằm của bà con người Mông ở trên vùng cao nha các bác nhá. Đấy. Có một cái điều khá là đặc biệt mà chú Thỏ chú vừa chia sẻ, đấy là nhà chú nuôi được rất nhiều ngan cũng như là rất nhiều gà đen các bác ạ. Đấy. Em về đây. Thôi em về đây, không là mai em quay lại. Chào Dính nhá. Chào em cùng chú xì, cho em bữa cơm, cho em tránh rượu anh. Anh xin phép. Không uống được rượu. Nói nhỏ. Không có được thì mà nhưng mà làm chạy thôi anh ạ. Chạy thôi. Thôi, chạy thôi. Anh uống được nhá. Chạy thôi nhưng mà làm một mét thì mà thì gà mông ấy. Thì gà mông à. Thôi để mai. Để anh phần anh cái còng. Mai thì không có thời gian đâu anh. Thôi, cháu xin phép nhá. Vâng, em về luôn. Em chào chị nhá. Dạ vâng, mai anh ở nhà đúng không? Vâng, thì mai lên anh em mình cùng làm. Dạ vâng. Ui dồi. Đường trơn này các bạn. Có cần em giúp không? Có cần giúp không? Trời ơi. Trơn quá. À, hai vợ chồng này cứ tưởng là ai. Hai vợ chồng đi đâu về? À, giờ túi kẹo chắc là đi xuống chợ lên các bạn. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là ngày hôm Trên Đường Cao cũng một hành trình quay trở lại Xá Lùng. Nay đến đây thì như mọi người thấy đấy, công việc việc trồng nấm chưa thể triển khai, bởi vì là hôm nay lên đây ấy, chỉ gặp được anh Xì thôi. Mà anh Xì thì vừa bị tai nạn xong, cũng may là chỉ bị thương cái phần mềm thôi, cái phần xương thì lại không làm sao. Và bây giờ thì Chuyện Vùng Cao cũng sẽ quay trở lại dưới đường quốc lộ. Video này của Chuyện Vùng Cao cũng xin được phép kết thúc tại đây. Và xin cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ. Cũng như là hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.